Xin chào mọi người, thì video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn tiếp ở cái video trước đó của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn add chữ. Tiếp tục đó là add chữ nhé. Làm sao để thêm chữ vào trong cái video ha. Thì các bạn mở lại cái phần layout setting này. Khi mà mở ở đây thì các bạn sẽ nhấn vô chữ caption này này. Nhưng mà trước khi mở ấy thì các bạn nên add phông chữ. Các bạn lên mạng gõ tải phông chữ VinyTime về để gõ được dấu nhé. Ở đây mình sẽ mở Vini lên và chỉnh sửa lại cái trong đây, đó là Vini Window, cái file viết theo dấu của Window. Đóng lại cái phần kia thì các bạn có thể viết Talet hoặc là Vini để được ha. Rồi mình sẽ nhấn Add nhé. Rồi nhấn xong thì nó ra như thế này. Đây mình sẽ viết đó, các bạn nhìn trên cái giữa mà cái khung này thì nó hiển thị chữ nhé. Bên đây các bạn không cần quan tâm ha, tại vì file nó dạy nén nó lên đây là chuẩn rồi thì các bạn ok. Các bạn nhớ tải file Vini về nhé, Vini Time, Vini gì gì đó để gõ được dấu. Nói chung là nhiều phông chữ đẹp lắm, các bạn có thể tải về tham khảo và tải về thêm. Thủy Hữ. Rồi thì khi mình viết thế này thì mình vẫn có thể thao tác như bình thường. Ví dụ các bạn muốn xuống dòng, các bạn enter này, đó nó xuống dòng cho các bạn, enter hai lần này. Đó, các bạn muốn chỉnh gì thì cũng làm tương tự như là thao tác văn bản trên các phần mềm khác thôi. Thì các bạn muốn di chuyển vị trí mà hiển thị chữ thì các bạn kéo cái này, kéo 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 đó. Các bạn thấy nó hiện nắm tay này, các bạn kéo kéo đâu cũng được. Bây giờ mình sẽ để giữa. Thì thay vì mình không muốn chỉnh sửa trên cái setting của nó bên đây thì mình có thể kéo trực tiếp vào đây ha. Kéo này, kéo là cỡ chữ ấy. Đó, kéo này to ra này. Đó, thì cái cỡ chữ nó tăng theo này, các bạn nhìn nhé, để ý cái size này nó cũng tăng theo. Mình kéo cũng được hoặc là mình nhấp ở đây cũng được. Thì thường thường mình kéo thì mình căn nó phù hợp hơn. Đấy thì các bạn có thể cho nhỏ lại, nói chung nó chỉ một cỡ thôi, tại vì nó theo cái cỡ size chữ rồi chứ không thể kéo bẹp cho nó lại xuống được. Rồi, theo nữa là cái phần chọn cái kiểu chữ style này, kiểu chữ muốn style gì đó. Đấy, size màu caption nhìn đốm đốm vui nha. Rồi cứ để bình thường là ok. Thì khi mà ấn vào nó thì nó sẽ bị mất rồi. Bây giờ mình sẽ chọn lại cái phông màu cho nó. Ở đây là phông chữ này. Đó, các bạn muốn chọn phông nào chọn lại cái phông nhé. Chủ yếu là viết dấu được phải chọn phông Fini. Còn nếu bạn viết tiếng Anh thì chọn bất cứ phông nào cũng được. Phần này thì nó cũng không có gì đặc sắc, nói chung là đa số mình giữ nguyên những cái phần này tại vì nó không có làm thay đổi gì nhiều về cái kiểu chữ đẹp hay là xấu. Đây là màu chữ, thì khi các bạn chọn phông màu chữ này, bạn nhớ click vô cái chọn cái phông màu đây, chọn đến phông màu đi, chọn đại đi ha. Rồi các bạn nhấn apply nhé, đó nó ra. Hoặc là các bạn để ý thì nó sẽ có một cái mã phông màu đâu nhỉ. Thì thường thường nó sẽ có một cái mã phông màu. Mình nhìn một chút coi nó nằm ở đâu rồi. Apply. Hay giờ bạn cập nhật thì sao nó không có hiển thị cái mã phông màu này ta. Chọn màu tím đi. Đây là cái độ này này, cái độ pha của nó này, RGB. Thế thì nó chỉnh theo cái độ pha của nó rồi. Ngày trước mình có thể tìm, mình chọn phông màu được, nó đơn giản hơn. Rồi, mình chọn màu tím đi ha. Trước nó có mã phông màu, thì mình chọn ví dụ như là mình muốn chỉnh một loạt, đồng loạt các file mình, khi mình cắt ra thì nó sẽ dễ dàng hơn. Chọn theo cái mã, ví dụ mã X bao nhiêu đó, Y bao nhiêu đó, phông chữ, phông màu đó. Rồi, thì đây chọn in đậm này, chữ nghiêng này, macro này. Phần macro này thì mình cũng ít sử dụng, các bạn nào muốn sử dụng thì các bạn tìm hiểu thêm ha. Mình cũng không có xài mấy cái này, mình chủ yếu sử dụng những cái cơ bản thôi. Màu mè quá nhìn nó không có được bắt mắt lắm, nó chói, nó không có thu hút cho lắm. Ok, phông chữ thì mình hướng dẫn đến đây thôi. Thực sự mấy kiểu chữ này nó không đẹp lắm, tại vì những kiểu chữ cơ bản.
Rồi, phần tiếp theo thì filter thì cũng tương tự vậy, thì muốn hiển thị chữ chạy chữ như thế nào đó thì các bạn chọn phần này. Filling in là khi mà bay vô, nghĩa là vào, thì các bạn chọn cái kiểu hiệu ứng nó như thế nào. Thì cũng tương tự như vậy như phần thằng kia, thì normal này là ở giữa, cái đoạn giữa, khi mà cái đoạn giữa video mà cái đoạn chạy này này thì chọn hiệu ứng như thế nào đó. Và cái đóng này, nghĩa là cái mà kết thúc ấy. Kết thúc thì các bạn chọn như thế nào đây, các bạn chọn đây. Thì thường thường thì những cái mà hiệu ứng mặc định của nó ấy, thì nó rất là xấu, nó không có đẹp, chỉ những cái chạy cơ bản thôi, thì các bạn nên add lên, nó cho phép các bạn add lên này, add pro này đó, add add vô nhá, add vô thì chắc mình phải làm một cái video add vô, add cái file vô, tự động nó nhận vào trong đây luôn này đó, tự động nó nhận, cái nó add thẳng một cái file trong program của nó ấy. Rồi tiếp theo phần effect, effect là phần chỉnh, cắt chỉnh cái vị trí mà mình muốn cho nó hiển thị. Thì ví dụ như mình muốn hiển thị ở đây đấy nhá, đó các bạn nhìn, muốn hiển thị từ cái đoạn này thì từ đầu video ở đây, thì mình muốn hiển thị trong video một chút bao nhiêu giây đó, thì các bạn có nhấn chuột phải set time này đó, các bạn muốn ấn định thời gian do mình mong muốn thì các bạn chọn ở đây, hoặc là các bạn kéo, các bạn căn theo thời lượng mà mình, thời lượng mà nó hiển thị video thì các bạn kéo ở đây đó, ở đây là kết thúc này, thường thường nó chạy thế này này, thường là như thế này đó, là như thế này, các bạn chọn đây, các bạn kéo vô, hoặc là chọn bên này kéo vô nhé, nó kéo hai cái thanh nó xám xám này, xanh xanh xám xám này. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử cái đoạn chữ này cho các bạn coi này, để mình kéo vô một chút nữa nhá, vị trí nó nằm ở đây này đó, mình không có chọn hiệu ứng cho nên nó nằm đây miết luôn, mất rồi này, thấy không, cái đoạn cuối mình cắt mình kéo vào sâu á, cho nên là nó mất rồi đó. Rồi sau khi mà chỉnh sửa cơ bản xong thì những cái đó là những cái cơ bản nhất khi mình làm một cái video, thì để mà chuyên sâu hơn thì các bạn cần phải tìm tòi học hỏi nhiều hơn. Thì bây giờ mình muốn xuất video, trước tiên là lưu đi. Các bạn muốn lưu video thì bạn nhấn vô chữ save này nhé, lưu cái file chỉnh sửa này, file vào sâu nhé, nhấn save. Mình chọn một cái file lưu ở desktop đi. Lưu. Rồi. Open, mở cái thư mục này lên rồi mình lưu trong đây. Để tại vì nó có một số cái file rác của nó, cái file mà đi kèm á, nó tranh vinh ra rất là nhiều, nên là mình lưu vào đó cho nó gọn ha. À, bây giờ mình sẽ nhấn lưu save lại. Rồi đó, khi mà save lại xong rồi thì các bạn khi mà cái trường hợp mà mất điện hay gì gì đó thì các bạn nên là làm được đến đâu thì hãy save đến đó. Giống như là những ngày trước mình học tin học đó, đi thi hay gì đó phải save lại tránh trường hợp hy hữu xảy ra ha. Save save save, nói chung là cứ quen tay nhấn save vô thường xuyên vô. Tại Việt Nam mình hay mất điện hay gì đó đó nó xảy ra. Thì đây cái file mà mình vừa mới lưu nó nằm ở dưới đây, mở lên bạn coi đó, thấy chưa, bạn nhìn không, nó ra rất là nhiều cái file đi kèm nhỏ cho nên là mình phải lưu vào đó cho nó gọn ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn xuất video, để xuất video thì các bạn nhấn vào chữ public này này, mình chọn vô chữ này nhé, các bạn có thể xuất trực tiếp lên YouTube, Facebook và một số thứ này, làm đĩa làm ấy nó cũng cho phép nhé, rất là nhiều ha. Thì bây giờ mình trước tiên là thường thường mình sử dụng là cái xuất vào máy tính trước, rồi bắt đầu mình kiểm tra kỹ lưỡng, rồi bắt đầu mình mới đăng lên trên video, trên web hay là gì đó. Rồi sau khi nhấn vào đó thì các bạn chọn ở đây, chọn cái mẫu này nhá, thì nó có là chất lượng, ở đây là độ phân giải, thì tốt nhất là các bạn nên chọn tương ứng với lại cái độ phân giải mà các bạn quay. Ví dụ như cái máy của bạn quay độ phân giải là 1080 thì bạn chọn ở đây, hoặc là máy của bạn quay 4K thì bạn nên chọn đây, thì nó sẽ đưa ra chất lượng tốt nhất, tối đa nhất cho cái video của bạn. Thì thông số đấy các bạn giữ nguyên ha, rồi các bạn nhấn chữ cái đấy. Bây giờ mình sẽ test thử, mình sẽ chọn 360p thôi ha, thấp nhất để cho nó nhanh. Mình nhấn play này. Rồi, bây giờ mình sẽ lưu cái tên gì đó, FD save. Với chất lượng 360 á thì nó cũng rất là nhanh thôi, chạy nhanh lắm, chạy vèo vèo vèo. Thì thông thường thì video của các bạn nói chung là để 10
80 là ok rồi. Còn tùy thuộc vào chất lượng của máy quay. Thì đây các bạn nhìn thấy cái tốc độ này và cái thời gian này, thì nó hiển thị thời gian đây. Ví dụ như bao nhiêu giây xong thì nó báo nó đếm ngược ở đây ha. Các bạn có thể căn nào xong nó để tắt máy hay gì đó. Rồi, như vậy đã xong này, nó báo ấy. Chú ý nhé, các bạn nó báo này. Nhiều khi các bạn thấy nó báo đen đen này, các bạn ok luôn là không biết là file của mình đã lưu chưa, và các bạn đã thoát ra thì nó mất cái file chỉnh sửa của mình và mất công làm lại. Đây này, để video encoding này đã ghi xong này, cầm đây này. Ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài kiểm tra trước, xác thực lại xem có đúng không, và kiểm tra xem là cái âm thanh, chất lượng hình ảnh nó có giống như mình chỉnh sửa không. Đây này, các bạn mở lên đó. Thì sau khi mở nó lên thế này đó, các bạn kiểm tra lại thôi. Ok rồi thì các bạn có thể xóa cái file chỉnh sửa đi ha. Rồi, ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ phá xóa cái file chỉnh sửa đi. Mình sẽ đóng đi này. Và các bạn có thể xóa đi. Ctrl A. Bỏ trừ lại cái file của mình đã xuất ra thôi. Rồi mình sẽ nhấn Delete, xóa đi. Rồi, ok. Như vậy là đã xong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công.